Sáng nay, Trường Trung học Phổ thông Trưng Vương, huyện Văn Lâm trọng thể tổ chức khai giảng năm học mới 2023-2024. Tới dự có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lễ khai giảng bắt đầu trong không khí hân hoan, chào đón gần 440 học sinh khối lớp 10. Năm học 2023-2024, Trường Trung học Phổ thông Trưng Vương là trường có điểm tuyển sinh đầu vào lớp 10 cao nhất tỉnh. Năm học này, nhà trường có gần 1.400 học sinh được biên chế thành 30 lớp. Qua 26 năm thành lập và phát triển, nhà trường có 6 thủ khoa, trong đó năm học 2022-2023 có một thủ khoa và một á khoa toàn quốc khối A00. Chất lượng giáo dục luôn đứng trong top đầu của tỉnh, tỷ lệ học sinh đỗ đại học nguyện vọng 1 đạt trên 90%. Tại lễ khai giảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn trao tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho Trường Trung học Phổ thông Trưng Vương, tặng bằng khen cho hai em Nguyễn Mạnh Hùng và Đặng Tuấn Anh cùng học lớp 12A3 đạt danh hiệu thủ khoa và á khoa khối A00. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2022-2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng trao quà cho 24 học sinh của Trường Trung học Phổ thông Trưng Vương vượt khó vươn lên học tốt, mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng. Lễ khai giảng diễn ra trong không khí vui tươi phấn khởi với màn chống hội rộn ràng cùng nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các em học sinh biểu diễn.